Hello, xin chào bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái máy này. Đây mình gọi tên tạm nó là máy quay video đi. Mình vừa chế xong thôi. Đây là chỗ kẹp điện thoại. Chỗ này kẹp điện thoại vào để chúng ta quay video. Đây, nó kẹp vào đây. Xoay rất nhiều hướng. Ok, đèn. Đây. Ở đây mình lắp 11 cái đèn. Đây, 10 cái đèn. 10 cái đèn thanh này. Và một cái bóng đèn này. Rất sáng. Đây công tắc đảo chiều. Khi mình bật cái này, nó sẽ đi lên. Bởi vì dùng chung với đèn nên điện hơi yếu, mình thử tắt đèn đi nhá. Đấy, các bạn thấy nó đi lên rất nhanh. Và là đến khi nó sẽ tự ngắt. Đấy, tự ngắt. Đây, khi mình bật đi xuống, khi mình tắt đèn đi nó sẽ đi rất nhanh. Các bạn nhìn nó sẽ tự ngắt. Đấy. Đây. Ở đây mình sẽ dùng nguồn 5V. Đây, chính là cái cục này. 5V. Ở đây mấy cục này mình chỉ để đằng sau cho nặng thôi. Không mà nó sẽ kênh đằng trước. Đấy, thế này mình làm một cục mít đây. Đây. Nguyên lý của nó lên xuống được là do cái giảm tốc này nó quấn dây. Đấy thôi. Đây là cái tự ngắt của mình. Chính là cái này. Hai cái. Mỗi chiều một cái. Rất là hay. Mình vừa mới chế dứt tay xong. Đây, khi quay phim, bạn để vào đây. Mình sẽ thử để lại vào đây nha. Mình sẽ cho thử lên. Rồi, chỉ phải vào. Nhìn rất là sáng, nét. Có thể chỉnh độ cao. Chỉnh độ cao tùy ý. Đây mức cao nhất của nó. À, có thể cao hơn. Đây, mình sẽ cho điện thoại xuống. Đây, mình sẽ cho nó mức thấp nhất. Đây, mức thấp nhất của nó. Nó sẽ là to này. Mình sẽ lấy cái áo điện thoại ra nhé. Đây, hôm nay mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn cái này thôi. Mình vừa chế xong. Mình thấy nó rất là hay nên là mình chia sẻ với các bạn. Cái điện này nó motor này nó dùng chung điện với cái đèn này nó hơi yếu. Mình tắt cái đèn đi nó sẽ rất mạnh. Đây mình bật cái đèn nó sẽ yếu. Và nó có thể tự ngắt. Đây các bạn có thể thả hẳn tay ra nó sẽ tự ngắt. Đến chỗ của nó, đến chỗ cao nhất nó sẽ tự ngắt. Các bạn nhìn thấy nó chạm vào cái này nó sẽ tự ngắt. Rồi. Đây mình sẽ bật đèn lên tiếp. Này rất tiện lợi. Đây các bạn muốn nó dừng ở giữa thì các bạn sẽ cho về đi tiếp. Rất là hay. Rất là hay. Rất chắc chắn. Mình vừa chế xong, mình thấy nó rất là hay nên là mình muốn chia sẻ với các bạn thôi. Vậy thôi. Các bạn có thể tự chế cho mình một chiếc. Đây mình sẽ cho xa các bạn xem. Nó cũng rất là đẹp. Các bạn có thể dùng cái này làm đèn học, có thể chỉnh độ cao thấp được. Đây, chỗ này quay video rất tiện lợi. Mình hay quay bằng điện thoại, mình không có máy quay video nên mình quay nguyên bằng điện thoại thôi. Vậy thôi. Video của mình đến đây kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy thích cái máy này thì hãy like và subscribe kênh của mình nhá. Xin cảm ơn các bạn. Tạm biệt các bạn.